AOG Đấu Trường Vinh Quang. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với tiêu điểm tướng của AOG Đấu Trường Vinh Quang. Austin, thợ rèn bậc thầy. Ở Aga, Austin nổi tiếng là thợ rèn bậc thầy với tính khí nóng như lửa. Rất ít vũ khí đông mang Austin, nhưng nếu có thì đều là tuyệt phẩm. Vốn nghĩa khí, Austin đã rèn vũ khí cho thủ lĩnh quân cách mạng và mắc tội tạo phản. Khi bị vây bắt, Austin với cây búa ma thuật rực lửa trong tay đã nện cho đám lính hoàng gia một trận và tẩu thoát. Chỉ cần có cây búa và chiếc lò luôn rực lửa, Austin không ngán một ai. Hãy cùng điểm qua các chiêu thức của đấu sĩ này. Chiêu thứ nhất, trọng chùy. Austin cường hóa bản thân, xóa tất cả hiệu ứng giảm tốc, đồng thời tăng tốc chạy. Khi đó, đòn đánh thương đầu tiên sẽ gây sát thương phép trong khu vực xung quanh. Chiêu thứ hai, tôi luyện hỏa. Austin phóng lửa xung quanh tạo sát thương phép. Nếu gây sát thương với tướng địch trên 3 giây, sẽ gây thêm hiệu ứng quá tải của nội tại luyện nhiệt. Khi quá tải sẽ phát nổ gây sát thương phép và tăng hồi máu. Nội tại của Austin là luyện nhiệt, quá tải. Luyện nhiệt, khi Austin bị đánh thương, giáp sẽ cường hóa. Mỗi lần cường hóa giảm theo phần trăm sát thương nhận vào, tối đa 15 lần, duy trì 10 giây. Quá tải, được kích hoạt khi dùng tôi luyện hỏa gây sát thương với tướng địch trên 3 giây, khi đó phát nổ gây sát thương phép mỗi giây và tăng hồi máu. Số lần giáp cường hóa của luyện nhiệt sẽ tăng hiệu quả quá tải. Mỗi lần tăng phần trăm sát thương quá tải và tốc độ hồi máu, kéo dài 10 giây. Chiều cuối, công tượng nộ. Austin dùng kìm áp chế địch, gây sát thương phép, giảm giáp và kháng phép. Trong lúc áp chế địch, nếu tái kích hoạt kỹ năng liên tục, Austin sẽ nện búa liên tiếp gây sát thương phép, tối đa 4 lần tạo sát thương. Austin là đấu sĩ có khả năng chống chịu và khống chế rất tốt, chịu càng nhiều sát thương, càng tăng sức chống đỡ và trả đòn nhờ nội tại. Bộ kỹ năng chủ động giúp Austin chơi sông sáo, không ngại va chạm. Nên phong cách của Austin sẽ là lấy thịt đè người hơn là cấu rỉa và đột kích. Combo của Austin sẽ là dùng tôi luyện hỏa kích hoạt nội tại, sau đó là trọng chùy lao vào đội hình địch và dùng chiêu cuối công tượng nộ để áp chế. Nhờ có nội tại luyện nhiệt và quá tải, Austin không khác gì một quả bom dồn nén chờ phát nổ giữa lòng địch. Ngoài ra, trọng chùy cũng sẽ giúp Austin thoát hiểm và truy đuổi hiệu quả khi giúp tăng tốc và xóa các hiệu ứng giảm tốc. Ngay ở giai đoạn đầu trận, Austin đã có thể solo đường rất mạnh. Khi có sát thương lớn và sức chống chịu cao, nhờ nội tại luyện nhiệt giảm sát thương đánh thường cùng hiệu ứng quá tải tăng khả năng hồi máu và gây sát thương phép. Ở giai đoạn giữa và cuối trận, Austin sẽ là tướng mở giao tranh và hứng chịu sát thương từ đối phương. Hãy nhớ, chịu càng nhiều sát thương, Austin càng tăng sức chống đỡ và phản đòn nhờ nội tại. Vì là bia đỡ đạn cho đồng đội, nên Austin cần có những trang bị phòng thủ như giáp lửa, áo choàng băng hay bùa hộ mệnh. Với khả năng chống chịu, khống chế và phản đòn lợi hại, Austin không ngán một ai. Cảm ơn các bạn đã đến với tiêu điểm tướng Austin. Để tìm hiểu thêm thông tin, vui lòng ghé qua những liên kết bên dưới. Đừng quên like, share và subscribe cho kênh AOG Đấu Trường Vinh Quang. Tải ngay AOG Đấu Trường Vinh Quang trên App Store và Google Play.